Rồi cứ hàng lên trước này. Bố mặt trên này. Đẹp luôn cả sổ sách luôn. Chú nhé, xem cờ. Xem cờ rất đáng. Sổ sách. Như này thì quá chất rồi. Thích nhất là cái này. Xem cờ, giấy tờ khai sinh. Việt Nam mình gọi là giấy tờ khai sinh. Okay. Chưa qua sử dụng. Có nếu qua sử dụng là nó sẽ viết giấy ngay. Cái này là thùng bìa sổ. Úi giời. Nguyên cả bao vải. Cái này thì nó dùng bao vải. Bây giờ vẫn còn con này nhỉ? Đấy mới là một cái vấn đề. Đấy mới là một cái câu hỏi mà tìm cái lời trả lời, cái câu trả lời nó hơi khó. Cài chốt bóp đấy. Wow, hơi kỹ càng. Cái để trong cái này nó cái chun. Đây để cháu dựng ngược lại. Để anh dựng ngược lại. Đang là đúng chiều. Khui thùng rồi. Úi giời. Bây giờ cái này để phải bị rách. Chú ơi. Chú nhìn cái mặt võng của nó này. Nó chưa bụi à? Chú nhìn cái mặt thì chú nhìn, yeah. Nhìn từ cái lưới của nó, cái thùng nó, giấy khai sinh của nó như thế thì chú bảo nó là cái hàng nó dạng như kiểu là cái hàng lưu kho á. Bóc cái này nè. Bóc vào chú nhá. Úi xồ. Đẹp đấy. Chú ơi. Chú còn tem à? Úi xồ. Úi xồ. Đẹp. Sợ không? Con này chưa dùng luôn chú ạ. Chưa dùng luôn, để cho xem lại cái đầu đằng sau, đầu bọn đằng sau ra phát. Chưa dùng luôn. Sợ thật đấy. Đây chú nhìn cái tem dưới này. Đây chú nhìn cái cọng cạnh như biết này. Con này là chưa bỏ ra dùng đâu. Chưa bỏ ra dùng đâu chú Hải ạ. Chưa bỏ ra dùng đâu. Đây để xác minh lại lần nữa ở dưới đít. Thì bây giờ chú dùng. Chưa dùng đâu chú Hải ạ. Xác minh lại được. Ôi chú Hải ạ. Xác minh luôn. Hàng chưa dùng luôn. Đấy. Ok. 99A FB chưa dùng. Ok. Sợ không? Bây giờ đến lúc nào này, khéo không xích. Không chú yên tâm. À không, bây giờ ví dụ như bây giờ phải đến lúc mình dùng hàng, khéo không xích. Hàng vào tay cháu thì chú yên tâm luôn. Mà không bao giờ chú phải nghĩ ngợi em cái gì luôn. Ôi dồi. Sợ thật đấy. Được rồi, đúng ý của chú đấy. Ác man luôn. Đẹp đẹp dã man luôn. Rồi ok, bỏ cái này rồi. Bỏ đây. À, sao vậy? Không nhầm nhìn, nhìn hỏng mắt. Sợ thật đấy. Coi như đồng hồ với em. Đồng hồ với em. Nhưng mà làm sao mà chút đồng hồ làm sao? Chú yên tâm luôn, bất cứ có một cái vấn đề gì nó liên quan đến cái ốc này, ốc đấy thì không quan trọng em ạ. Tất cả những cái bên đấy thì nó bên đấy là nó phải tháo ra kiểm tra hết, phải tháo ra kiểm tra hết em ạ. Biết tháo không? Tháo ra kiểm tra, phải ra loa chọc vào cái đấy, phải ra loa kiểm tra em. Nhiều con nó về là nó tháo ra, nó tất cả mình lấy về là cái từ của nó phải đầy đủ hết, nó không bị xô xiếc, nó liên quan đến từ đấy. Vận chuyển đấy, cho bên kia đi. Đấy nha, chú Hải lưu cái video này vào nhá, xong rồi là để cho anh em nó so sánh cái này để quảng cáo cho cháu Hải nhá. Không, đây để là cho anh em nó so sánh, nó biết về cái chất hàng. Đây là Trinh Trang này. Vâng, Trinh Trang. Để cho anh em nó so sánh, cũng làm so sánh. Ngay lấy nhập về một đôi.
cháu 99A cháu bán cũng nhiều nhưng mà chưa có một đôi nào như đôi này luôn, và ở trên thị trường là cháu cũng chưa nhìn thấy anh em nào có đôi đấy chú Hải ơi. Đây là chiếc thứ hai đấy, chiếc thứ hai giấy tờ khai sinh thì nó chỉ có một cái và chứng minh giấy tờ tùy thân nó chỉ có một cái đấy nhá, không phải sang bên này còn nó cũng lại có đâu. Đấy, cái này thì là đây nó này. Về nó tem cờ là nó đặt ở ngoài cái mắt võng nó cài. Đây là khuyên cùng kích thước thứ hai cặp của cái CS99A. Đây là của cửa hàng Trinh Trang ở Cẩm Giang nhé. Cẩm Giang Hải Dương. Để anh em biết đến cái chất chơi của dân Hải Dương. Không, mình chơi thì kém thôi nhưng mà mình chơi thì cứ thích cái đẹp. Vâng. Quân rút của anh vắt nha Quân nhé. Chơi cứ thích cái đẹp. Khổ thế này. Người thì không đẹp nhưng chỉ thích chơi cái đẹp. Đôi này sau này lại về tay Quân sở hữu rồi. Tay Quân sở hữu rồi. Hai bố con đi mua làm kỷ niệm. Cái này mình cũng trước kia thì cũng đã chơi nhiều. Vâng. Nhưng mà không cái đèo nó bây giờ đi tìm không có cảm giác như này chú không cũng đẹp. Nhưng mà con đèo là cái đường một cái bộ ưng ý nó thật là khó. Đây thật là đây. Khó mà đường một cái bộ ưng ý. Sau. À cái đuôi này là mình lên bắt đầu mới khui thùng. Ôi dồi, của cái đặt ở chỗ Trinh Giang đây Trinh này trên nhìn thấy cái cho nó xin chào cháu anh chị em nhé. Đấy. Bây giờ mình cũng thực sự ra chú Hải ý chú bác là biết vào đây là giấy khai sinh của chú Hải này. Thực sự ra thì mình cũng chơi nhiều nhưng mà có một cái con mới như thế này thì mình cũng nếu mà bình thường mà mua mà sử dụng rồi ấy, ở Việt Nam ấy nó chưa có phải khui thùng ấy thì mình cũng nghi ngờ đấy. chú lên thì cháu chú lấy mà có vấn đề gì về nghi ngờ mấy chị em nào nghi ngờ gì thì chú lại đem đến hoàn lại tiền luôn mà để cho chú mà đến là hoàn lại tiền cho Trinh hoàn lại tiền cho chú Hải luôn. Không phải nghi ngờ gì luôn. Hoàn hàng cho Trinh thì nó chuyện gì đẹp. Đây là tem cờ tem cờ nhưng còn mới cứng nhá. Đấy là mình 50 các bác mình xem biết cái dòng 50. Đây là cái series sản phẩm. Series 626359. Cái gì của máy nhá. Cái đằng sau này vẫn chưa sử dụng. Chưa có một cái vết. Ok, rất là mỹ mãn. Đầu xuân ra mình được một cái gặp được một cái bộ loa. Đấy. Con này nó cùng cặp luôn. Con này thì đi cùng với lại 747 DBX. Và một cái Samsung 99A chứ không 90B DB chứ không 90DB đẹp quá. À ok, cái này đẹp, con này đẹp rồi. Rất là cảm ơn Trinh nhiều, quá đẹp rồi. Chú về chú để trưng bày để cho các cái này anh chị em chơi đến để chiêm ngưỡng hàng để hôm nào mà có đủ đầy đủ phải có cháu xuống xong là xem tình hình như nào để khai trương. Đẹp. Nhưng mà phải... được không? Nhưng mà phải có một thật đấy. Bây giờ như này phải trước này, cháu phải tìm cho chú mấy cái băng cối mà của phải bằng gốc ấy. Bằng gốc chú nhá. Bằng cối là bằng gốc chú. Ừ, bằng gốc. À, ngoại mà trong bên Mỹ thì chắc này. Đẹp quá, nhận được. Mình là mà khách hàng mình đi mua mình khen đẹp quá là hơn mình hơi dở đấy. Chú ơi, cái này thì mình có thế nào nói thế chú ạ. Nhưng cái này thì có thế nào nói thế. Nhưng cháu nó giữ lời hứa là khi nhập về là lên để cho chú được cái chú bóc thùng. Đấy, chú bóc nhé. Nhá. Chú bóc. Có như nào thế chứ cháu chưa có động chạm gì. Rồi ok, cháu lại cho vào như cũ cho chú đi. Bây giờ sẽ phải là khéo khéo không nó lại dứt. Chú yên tâm. Đây cả đôi của nó đây. Chú yên tâm luôn, không phải à, treo cái ấy vào đấy. Chú yên tâm luôn. Cái này như là giấy khai sinh. Giấy khai sinh đấy. Cái này là giấy khai sinh. Giấy khai sinh này là cái này là chưa có người dùng. Đây. Các bác cùng anh chị em lưu ý là cái này giấy khai sinh chưa có người dùng. Có người dùng là sẽ bên bán là người ta sẽ điền tất cả các thông tin của người mua người mà dùng đây hết.
cái này hàng chưa sử dụng, hàng lưu kho chưa sử dụng đấy. Hàng này là hàng, nó quên ở trong kho chứ không phải lưu kho. Vâng, lưu kho đấy, gọi là hàng đó, quá đẹp, trên nóc đây là cảm nhận cái trên nóc của nó quá đẹp luôn, cái xung quanh của nó đẹp thật đấy. Không thì được rồi. Đây cái lưới này chú Hải ơi, cái lưới của thằng mắt võng này là chú nhớ là cái màu xanh rêu nhé, màu xanh rêu, zin của nó mành xanh rêu này. Đấy, các mắt hạt đầy đủ, không gãy một cái gì, chưa có bụi. Đấy, cái này chưa có bụi, rất rất chi là tuyệt vời, rất tuyệt vời, rất nói thật với cả chú là những anh em có tiền và dân chơi dân nghiện âm thanh thì cũng không mua được cái cặp này đâu, không mua được cái cặp này đâu. Nó không may là cháu gặp một cái người chơi là khó tính. Nên bây giờ cháu mời chú một cái mà có hơi sức sát tí là chú cũng không thích rồi. Đấy. Ê, chơi cái này, này là chú không phải là... Chú cảm nhận thấy ok chưa? Thôi được rồi, ok. Rất là đẹp. Cảm ơn nhiều. Vâng. Cháu... Vâng, cháu để cho. Cháu cho vào đi. À, đóng vào để chứ đưa về nơi nơi tiêu thụ. Vâng. Đẹp quá chú. Sợ là... tem này nó vẫn phải quay vào trong. À, chắc chơi chú chơi hàng chục năm nữa chắc cái tem vẫn còn nguyên. Nguyên luôn chú ạ. Nhưng mà cái này thì tất cả các thứ vẫn cái này nguyên. Theo cháu là về chơi xong bắt đầu chú lấy một cái khăn. À chú phủ lên. Cái khăn đấy, cái đấy. Khăn là phải khăn cái đời cổ mà à, sao mà tìm rồi. Được cái khăn tìm được cái khăn mà ngày xưa mới nó sản xuất những ngày xưa. Cái khăn. Chứ bây giờ mà vải đời mới giờ là nó cũng không hợp mấy này thôi. Cái này bây giờ thực sự ra này nó đẹp không quá. Phải là gì, không phải là khen nhưng mà nó cũng là một cái hoa hậu mà mình cũng thấy ít cái trường hợp này ít, có cả ít là có, ít có đi. Có ít rất là người đời người ta. Này cái xốp sách này đã xốp lại phải cũng phải phải về nhà phải cất đi thật kỹ đúng không? À. Chú mua giấy tờ của nó chú cứ cho hết vào. Cháu cứ cho cách thức cái này cháu làm y chang okay. Nguyên bản cho chú đi. Thế để cháu nhá. Cho đóng lại nguyên nguyên. Đấy là có nguyên chú. Bản này. Nguyên bản về nhà biết đâu chú lại dỡ lại đập thùng lần nữa sao? Rồi ok. Đấy.